Chào các bạn. Trong phần video này, thầy tiếp tục hướng dẫn chúng ta chương trình hóa học lớp 10 và bài này là bài 7. Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kỳ. Và bộ sách thầy đang thực hiện chính là bộ sách kết nối tri thức cuộc sống. Em nào đang tìm hiểu sách này thì chúng ta tiếp tục uh, theo dõi các video tiếp theo. Cũng như các video trước, thì thầy cũng nhắc lại chúng ta ngoài thực hiện uh, video theo sách giáo khoa đó là thầy sẽ đi trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa thầy trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa như này và tóm gọn nội dung lý thuyết trong sách giáo khoa thì ngoài video này ngoài cái dạng video này thầy có thực hiện các dạng video khác đó là thầy hướng dẫn cho chúng ta các dạng bài tập từ dễ dạ đến khó thì em nào đã nắm vững các nội dung trong sách giáo khoa thì chúng ta tìm hiểu thêm các video nâng cao hơn đó là các video bài tập nha thì cũng như các phần trước thì khi vào một bất cứ một nội dung nào thì thầy luôn soạn cho chúng ta sẵn cái cái nội dung bài học kiến thức trọng tâm cho chúng ta soạn sẵn cho chúng ta thì bài 6, bài 7 này thực ra nó là một bài thôi một số sách kia thì chỉ có một bài thôi sách là bộ sách này thì chia thành hai bài thì thầy soạn sẵn cho chúng ta cái tóm tắt kiến thức nội dung trọng tâm cho chúng ta đầy đủ kiến thức hết à, và đặc biệt trong bài này thì kết thúc bài học thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta mẹo học nhanh nội dung kiến thức à, thì chúng ta nắm cái này quan trọng nghe rồi đó là cái cái phần uh, nội dung thì em nào muốn nhận file nghe thì chúng ta liên hệ zalo để chúng ta nhận file trong một năm học nha. tất cả các file bài tập đầy đủ hết tất cả chuyên đề này nọ thì chúng ta trong một năm học nha. thì liên hệ nhận và đặc biệt trong quá trình học tập mình nếu chúng ta chưa hiểu gì đó thì tham gia nhóm zalo thì chúng ta sẽ được trợ giúp nghe trợ giúp chúng ta chúng ta học tốt hơn rồi bây giờ chúng ta vào nội dung bài số 7 <laughs> Rồi Bài này tiếp nội dung của bài 6 á. à, Thật ra người ta soạn bài 6 và 7 nó cùng ha, Nó cùng một bài Rồi thứ nhất là thành phần của các oxit và hydroxit Oxit và hydroxit Thì đây là những chữ dạng viết mới nha Xít ngày, ngày xưa là oxit là có nghĩa là chữ tờ Hydroxit cũng chữ tờ luôn Bây giờ dạng, dạng mới à. Yeah thì thành phần của oxit hydroxit thì ở đây người ta có cái bảng cho chúng ta thì thầy phân tích cái bảng cho chúng ta nắm bảng này thì nhóm từ nhóm 1 đến 3, nhóm 7 nha thì nhóm 8 là lý do không có trong đây thì lý, lý do nhóm 8 là các nguyên tố khí hiếm nó hiếm ở chỗ là nó không hình thành hợp chất rất khó hình thành hợp chất có một số trường hợp đặc biệt mới hình thành hợp chất thôi nó không có hợp chất gì hết rồi thì ở đây người ta đưa ra cái bản cái bản công thức oxit À, công thức oxy và hydroxit ứng với quá trị cao nhất quá trị là quá trị cao nhất nha một số nguyên tố có một quá trị không nói còn số nhiều quá trị đó thì quá trị là quá trị cao nhất rồi chẳng hạn như nhóm 1 a thì li ti nè n hai o na hai o li oh h nhóm 2 a nè à. thì chúng ta để ý nó có chung một công thức có chung một công thức hết đó thì ở đây thầy sẽ đưa ra cái công thức chung cho chúng ta hơn nữa ở đây thì chung công thức của cái của cái này thôi thì thực ra công thức oxit này nè người ta gọi là công thức oxit cao nhất nha công thức oxit ứng với quá trị cao nhất người ta gọi là công thức oxit cao, cao nhất công thức oxit cao nhất công thức oxit ứng với quá trị cao nhất gọi là công thức oxit cao nhất thì công thức chung nó như thế này nha đó là r 2 ox nha trong đó x chính bằng số nhóm nghe. nha đặc biệt là không có cái cái nhóm 8 nha, không có nhóm 8. Riêng ở đây thì thằng này là oxy này. nè. Oxy nó không có công thức oxit và flo cũng không có luôn. Thì hai nguyên tố này chúng ta nắm cái này. Nó không có công thức oxit nha, cũng như không có công thức hợp chất uh, heuristic luôn. Đó là hai nguyên tố oxy và flo. Thì thầy giải thích công thức này chúng ta nắm này R2OX. Uh, X là nhóm, nhóm 1, là R2O1 này, R2O, R2O, R2O này, nhóm 2. Nhóm 2 thì chúng ta đơn giản cái nghe, MgO Đó, nhóm 3 thì Al2O3 nè. Nhóm 4, nhóm 4 là C2O4 thì chúng ta rút gọn là CO2. Nhóm 5 nè, N2O5 nè. Nhóm 6 là S2O6 nè. S2O6 thì chúng ta rút gọn thành SO3. Nhóm 7 thì R2O7 là Cl2O7 nè. Thì đó, đó chính là cái công thức oxit cao nhất. Rồi tiếp theo công thức hydroxit. Rồi Công thức heuristic thì sao? Công thức thì nó có hai dạng nha. À, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3. Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 thì công thức heuristic ở dạng 3 giờ nha. Ở dạng 3 giờ. Dạng bass tên của nó bây giờ người ta viết là bass à, Ở dạng 3 giờ thì nó là công thức của nó là R ER. OHX lần. Trong đó X bằng 1, bằng 2 hoặc bằng 3 tùy theo nhóm. Nếu nhóm 1 X1. Ha, nè. Leo H, now, H này, nhóm 2 thì X bằng 2 h 2 lần là MGOH 2 lần nhóm 3 thì ít bằng 3. À, riêng thằng quỷ này thì trường hợp đặc biệt rồi, à, nó ở dạng axit nha. À, tại vì bo bo là năm đó, chúng ta đã học trường hợp đặc biệt đó, nguyên tố bo mặc dù có ba trong lúc mà cùng nhưng nó là phi kim. À, thì phi kim thì ở dạng axit. Rồi, nhóm 6, nhóm 6 thì nó có công thức chung đó là H2RO3 ý cái nhầm nhóm 4 H2RO3 nhóm 5 thì không có công thức chung nha à, nhóm 6 được có công thức chung đó là h 2 r 4 và nhóm 7 đó là hr 4 à, thì tí xíu phần chốt nội dung cái mẹo học thuộc này thì chỉ là cái này chúng ta nữa rồi bây giờ chúng ta đi trả lời cái nội dung kiến thức câu 1 này nguyên tố gallium à, gali, à, gali nè thuộc nhóm 3 còn nguyên tố uh, selen selenium thuộc nhóm 4, thuộc nhóm 6 cho mạng nước vàng người ta hay kêu viết công thức uh, oxit và công thức hydroxit ứng với quá trị cao nhất của hai tố này gali cái hiệu là ga nha nha vậy là gali nè ga thì công thức oxit cao nhất nè công thức oxit cao nhất của nó thầy quên thì để oxit ngoài à. bây giờ người ta ghi chỗ này nha từ từ mới chỉnh được rồi rồi công thức oxit cao nhất nó nhóm 3 của nó sẽ là GA2O3 có công thức này là 2 nhóm này rồi tiếp theo là công thức uh, hydroxit rồi thì nhóm 3 nè EROH3 lần thì GA OH 3 là, thì đây là của Gallium, rồi tiếp tục của Selen nè Selen là công thức Oix cao nhất. Selen nhóm 6, nhóm 6 thì công thức của nó là Se2O6 thì chúng ta cũng gọn thành là SEO3 nha, SEO3, chúng ta cũng gọn 2O6. Rồi, công thức Hydroxic uh... Hydroxic. Hydroxic thì nhóm 6 này, công thức của nó là H2RO4 -E thì là H2 o 4 đó thì chúng ta nắm được mấy cái này nha tí xíu nó phần mẹo thì thầy chỉ lại cái nữa rồi tiếp theo phần tính chất tính chất của oxit và hydroxit ở đây phản ứng của oxit với nước trong một thí nghiệm cho lần lượt các oxit là na 2 o mgo b 25 vào nước nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch sau phấn hiện tượng phản ứng được trình bày trong bản sau đối với na 2 o thì tan hoàn toàn trong nước quỳ tím chuyển sang màu xanh đậm Nga, xanh đậm đối với mgo ta một phần trong nước nha. vì tím chuyển sang màu xanh nhạt đối với b 325 thì tan hoàn toàn trong nước chuyển sang màu đỏ thì xanh đậm này tương ứng với là tính tính ba giờ đó ba giờ mạnh đó nga. xanh nhạt này nó yếu hơn rồi đỏ thì chứng tỏ đây là axit nè cái này ba giờ mạnh nè cái này bazơ giờ vừa vừa ha. Rồi. Để bạn gọi là viết phương trình hóa học của phương trình trong các hình trên. Thế đây thì viết phương trình đây nghe. Phương trình ở đây. Rồi. Na 2O nè. Cộng nước. Thì tạo thành 3 giờ mạnh. Bas. Na H. À. Rồi. MGO tăng một phần thôi. Tạo thành là. MGOH 2 lần còn b 2 o 5 cộng nước thì tạo thành axit h 3 bo 4 rồi chúng ta cân bằng giúp phương trình phải cân bằng nha à, ở đây là 3 rồi <laughs> so sánh tính axit axit nè tính pass bây giờ này Pass của các oxit và hydroxit tương ứng nga. tính axit và tính bây giờ à, thì ở đây là nào tính tính là giờ mạnh nhất còn H34 trong dãy này là tính axit của nó mạnh nhất vậy thôi <laughs> rồi tương ứng luôn tương ứng cái dãy này cũng vậy thằng này tính bao giờ thằng này tính axit tại người ta kêu so sánh là của oxit và của hydroxit luôn oxit cái là cái này còn hydroxit cái là cái này đây là công thức ở dạng hydroxit nha dạng hydroxit thì nó có thể ở dạng 3 giờ hoặc là dạng axit nha rồi phản ứng của muối với dung dịch axit chuẩn bị là Na2CO3 và axit HNO3 Bóng nghiệm cho từng giọt Na2CO3 bấm nghiệm chứa axit quan sát hiện tượng thì khi cho này vào này thì hiện tượng thu được là hiện tượng sủi bọt khí nghe sủi bọt khí không màu nghe hiện tượng quan sát là sủi bọt khí không màu người ta kêu dưới phương trình nè đó là Na2CO3 cộng HNO3 À thì đây vẫn trao đổi bình thường thôi. Tạo thành NaNO3. Còn H2CO3 này, nó không bền biến thành H2O và nước. À. Ê, H2O và CO2. H2O là nước rồi, CO2 và nước đó. Rồi, tạo thành số khí không màu chính là khí carbonic này. Rồi giúp phương trình phải cân bằng. 2 và 2. Hãy so sánh độ mạnh giữa axit HNO3 và H2CO3. Thì H2 HNO3 HNO3 nó mạnh hơn H2SO3 nha Biết li, lý, do mạnh hơn là nó đẩy người ta ra được nè Nó mạnh hơn nó đẩy người ta ra được Nên nó, nó mạnh hơn Rồi Thì thí nghiệm này để người ta đúc kết lại cái tính axit và tính bao giờ thôi Spats Rồi tính axit nè Ở đây có cái dãy nè Dãy nè Chiều uh, giảm tính axit và tăng uh, giảm tính ba giờ và tăng tính axit thì chúng ta thấy màu xanh này xanh xanh bên đây là quá đỏ này đó tính axit này có nghĩa trong một chu kỳ trong một chu kỳ tính axit giảm dần tính tính axit tăng dần tính bây giờ giảm dần trong một chu kỳ tính axit mạnh dần tính bây giờ giảm dần đó là trong chu kỳ đó <laughs> nè, đây axit rất mạnh rồi trong một chu kỳ đây rồi ở đây có cái phần bài tập <laughs> rồi Câu số 2. Câu số 2. Trong các chất dưới đây chất nào có tính axit yếu nhất? À, bây giờ chúng ta xét trong chu kỳ coi, tính axit yếu nhất. Thì đều giống nhau HO hết, Chứ bây giờ chúng ta xét luwin nè. Luwin Z16 nha. Thì đây đây. Clo Z17, thằng này là Z Luwin 16 nè. Clo 17 nè, sẽ sắp xếp thứ tự tăng dần luôn nha. Rồi phosphor phosphorus là 15 15 ở đây còn ông silic ông 14 14 năm đây thì theo nè theo chiều uh, điện tích hạt nhân tăng dần trong chu kỳ nè trong chu kỳ tính axit tăng nha đây là tính axit tăng đó thì chúng ta lựa thằng nào có clo thì nó sẽ là mạnh nhất như là câu b yeah, vậy thôi À, bên đây người ta có để luôn nè HCL4 tính axit rất mạnh thằng này mạnh thôi thằng này rất mạnh nha đó rồi dãy gồm các Chắc có tính 3 giờ tăng dần à, cũng trong chu kỳ nghe rồi ở đây nhôm nè aluminium Z13 nghe còn uh, magnesium là Mg nè Z bằng 12 nè Còn sodium nè Z bằng 11 Đó Thì theo thứ tự nè Trong một chu kỳ Trong chu kỳ nha Tính Tính space Giảm dần Giảm có nghĩa là Này mạnh nhất Này yếu nhất Người ta kêu sắp tăng dần Mạnh nhất chính là nào nha Mạnh nhất là nào hắc. Rồi sau đó là tới Mà gầu ở giữa nào hát đây câu a đó xong Được chưa? rồi câu bốn những đại lượng và tính chất nào của nguyên tố hóa học không cho dưới đây không biết đổi tương hoàng theo chiều tương nhanh đến tương nhanh thì trong hai bài bài sáu và bảy chúng ta có học là tính kim loại tính phi kim tính axit tính ba giờ và ngay cả cấu hình ở trong lúc mà cùng bán kính và có luôn là cái độ âm điện Nha thì ở đây khối lượng nguyên tử nghe khối lượng nguyên tử không biết đổi tuần hoàn rồi bây giờ tới phần thầy chốt lại kiến thức nghe. thật ra bài 6 và bài 7 nói chung một cái nha bây giờ thầy chốt lại cái mẹo học cho chúng ta nghe. qua hai bài này chúng ta học nắm cái gì rồi <laughs> rồi các tính chất biến đổi tuần hoàng nè thì thầy liệt kê là chúng ta một số tính chất Sau đây thứ nhất là đó là nè chỗ này có này cấu hình trong lốc ngoài cùng đó nè thì cái này là không có xây lựng gì hết cấu hình ở trong lúc ngoài cùng nè được cái này biến đổi nha biến đổi từng hoàng cấu hình trong lốc ngoài cùng nè rồi bán kính nè rồi độ âm điện nè rồi chút thầy chỉ cho chúng ta sắp luôn nè, nó có thứ tự như thế nào rồi tính kim loại nè Tính kim loại thì thầy nhắc lại luôn. Tính kim loại là nhường nghe. nhường từ 1 đến 3 trong lúc ngoài cùng của nó đó. À, lớp ngoài cùng. Rồi, tính phi kim. Tính phi kim. Rồi, này nhận e nghe. Nhận thêm cho đủ 8 e đó rồi tính axit 3 giờ nè, tính axit tính 3 giờ thì tính axit 3 giờ thì người ta chỉ xét cho cái oxit thôi oxit oxit cao nhất oxit cao nhất đó là công thức của nó là thì ghi lại này R2 OX trong đó X bằng nhóm nè, từ nhóm 1 tới nhóm 7 thôi và thứ hai tính axit bây giờ của là hydroxit hydroxit đó là tùy từng nhóm nha nếu là nhóm một nhóm hai nhóm ba thì có công thức chung nha. nhóm 1 1 a tới 3 a nha 1 a tới 3 a thì công thức chung nó là r ít -OH. lần trong đó ít ít bằng 1, 2 hoặc 3 tùy theo nhóm rồi nếu nó nhóm 4A 4A thì công thức của nó là H2RO3 Nếu nó nhóm 5A thì không, không có công thức chung nha Tùy thuộc vào chẳng hạn như nó là nitơ HNO3 Nếu là pop pho thì là h 3 b 4 Phải thuộc thôi Nếu nó nhóm 6A 6A đó là H2RO4 Kiểu H2RO4 đó Nếu nhóm 7A 7A đó là H RO4 rồi đây là cái phần biến đổi chắc bây giờ biến đổi như thế nào nè thì nó có chia phe nghe rồi chia phe như thế này nè chia thành hai đội cái đội thứ nhất là bán kính nè bán kính tính kim loại nè tính ba giờ nè chung nhóm cái đội thứ hai nè gồm có độ âm điện nè à, chia phe ra độ âm điện nè đó tính phi kim nè tính axit nè nhóm nè rồi biến đổi như thế nào thì chúng ta nắm như này trong chu kỳ và trong nhóm, cái bán kính là dễ nhớ dễ nhớ nhất nha, bán kính chúng ta tưởng tượng được, càng nhìn ra xa là trong chu kỳ đó giảm dần, giảm dần, đó. còn nhóm thì chúng ta nhớ kiểu như gốc cây, từ trên xuống dưới to dần, à gì là tăng dần, đó, đó các mẹ chúng ta nhớ, rồi bên đây ngược lại cái đội này ngược lại, nha, trong chu kỳ trong nhóm, trong chu kỳ là tăng vàng trong nhóm giảm vàng và cái chiều xét là người ta luôn luôn xét theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần nha đừng nói theo chiều từ sau qua trước đi ạ à. từ trước ra sau từ trên dưới đó thì đây là cái mẹo để chúng ta học nhanh chỗ này à. thì nhắc lại cái nữa em nào muốn nhận file thì chúng ta liên hệ zalo của thầy nha yeah. nhiều bài tập lắm mấy em ơi bài tập mênh mông bao la làm hoài không hết nha à mấy ừ. em tham gia nhóm lô thì chúng ta không cần đi học thêm đâu đây. rồi thầy kết thúc video tại đây nha